Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thế Bình. Thời gian qua thì mình cung cấp những cái bộ cáp sửa lỗi cho mọi người và mình thấy rằng các bạn thay vô cùng hiệu quả và mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng mình trong thời gian qua. Những gì mà mình nói, mình làm và mình hành động nó là vô cùng là thực tế. Chính vì vậy mà các bạn đặt mua những sản phẩm này có về thì các bạn thay nó đơn giản hiệu quả như nào. Thì video ngày hôm nay tôi tiếp tục mở chiếc TV Sony này ra. Tại vì sao rồi tôi phải làm đi làm lại những cái video như thế này? Bởi vì những cái gì nó là thực tế nhất, những cái gì nó là bổ ích nhất, nó tiết kiệm được chi phí cho mọi người nhất, thì tôi mong muốn đem lại được cái lợi ích cho mọi người. Các bạn vô tình xem những video này của tôi, các bạn xem các bạn sẽ biết được và các bạn sẽ hiểu được những gì tôi làm, những gì tôi nói thì nó vô cùng hiệu quả và thực tế như thế nào. Để mở nắp một chiếc TV ra thì các bạn phải mở những chiếc vít này và vô cùng là đơn giản, đúng không ạ? Đây, khi mà các bạn cung cấp cho mình ấy, khi mà các bạn cung cấp cho mình cái hiện tượng của TV gửi vào Zalo, thứ hai là các bạn cung cấp cho mình cái tem của chiếc TV này. Và TV này mình mới vừa nhận của khách hàng này, hãng còn bụi bẩm báo đi rất nhiều. Và chiếc TV này hãng còn tem bảo hành của một anh bạn nào đấy, anh đang sửa nhá. Đấy, thì chính vì vậy mà mình là người sẽ mở chiếc TV này ra, sẽ mở chiếc TV sửa lồng màn hình này ra đầu tiên, đúng không ạ? Đầu tiên. Rồi, cái thao tác mở ốc thì nó vô cùng đơn giản. Thì mình sẽ mở nhanh những chiếc vít này ra để các bạn không phải chờ lâu, đúng không ạ? Sau khi mà tôi đã mở nắp chiếc TV Sony này ra thì tôi sẽ để cái máy quay gần vào cái vị trí quen thuộc mà mọi người xem rất là nhiều trên những video của tôi, đúng không ạ? Ok, đây là một chiếc TV 49X80E còn nguyên bản nhá. Đây, thì khi mở ra thì nó có như thế này. Thì việc đầu tiên của các bạn làm là gì? Các bạn sẽ mở cho mình những chiếc vít này ra. Mình nói này một lần nữa, khi mà các nhiều bạn ấy đặt mua sợi cáp này về, các bạn không xem hết video của tôi, các bạn cứ bảo nó có mỗi một cái sợi cáp này thì thay làm sao được. Không phải nhá, các bạn phải mở miếng tản nhiệt này ở phía sau chiếc TV này ra. Đấy, ok chưa? Các bạn mở ra hộ mình và các bạn sẽ nhấc mạnh này ra, miếng tản nhiệt này ra, thì lúc này nó sẽ lộ ra một cái bộ gọi là bộ bo tê con màn hình, hay còn gọi là bo mạch, bo màn hình nằm ở phía đằng sau. Các bạn sẽ dứt cái băng dính này ra để những cái dây dợ này nó khỏi nằng nhằng này. Đấy, những dây dợ nằng nhằng này. Đấy, thì việc đầu tiên các bạn cần làm ấy là các bạn sẽ bỏ cái miếng tản nhiệt này ra, bỏ ra để ở ngoài. Đấy, ok chưa? Tôi đã nói rất nhiều rồi. Bên tay trái của tôi là bên số 1, bên tay phải của tôi là bên số 2. Ok chưa ạ? Việc đầu tiên các bạn sẽ gỡ cái cáp của trong TV ra. Đấy, gỡ cáp này ra. Cáp bên số 1 đúng không ạ? Bên gần bo nguồn của tôi là số 1 này, bên đây là bên số 2 này, ok chưa? Gỡ ra. Sau đấy là những cái gì mà khó khăn nhất, những cái gì nó là kỹ thuật nhất thì tôi đã cung cấp cho các bạn cái sợi cáp sửa lỗi này rồi, đúng không ạ? Nắp vào này. Nhiều bạn thì nắp vào rất khó khăn, nhưng mà cái thao tác của tôi mở ra đóng nắp vào nó chỉ mất 2 phút là xong. Đây, sau khi nắp vào như này rồi thì các bạn không nên, các bạn chưa đóng nắp vào vội nha, mà các bạn sẽ vặn tạm cho tôi một chiếc vít ở cái mắt nhận điều khiển này này. Các bạn bắt tạm vào đây. Hoặc là bạn nào thay ấy, mà nó còn gặp sự cố gì thì các bạn sao? Các bạn sẽ quay đằng sau này này. Quay đằng sau, sau đó là các bạn sẽ cắm nguồn TV vào. Các bạn sẽ cắm nguồn điện vào như này. Đó. Sau đó là các bạn sẽ bật TV lên
để tôi sẽ xem hiện tượng. Tôi biết là các bạn thay bê số 1 và cái hiện và các bạn sẽ để cái máy quay ra, các bạn cho tôi xem cái hiện tượng bê số 1 như nào và bê số 2 cũng vậy. Sau khi mà tôi cắm cáp trên bê số 1 rồi đúng không ạ? Tôi sẽ để cái máy quay ra xa để các bạn nhìn cái hiện tượng khi mà cái sợi cáp bên số 1 của tôi cắm đã ok hay chưa. Sau khi mà mình đã cắm sợi cáp bên số 1 thì tôi sẽ bật điều khiển để TV khởi động. Vâng, và cái sợi cáp mà tôi đã cắm bên số 1, nếu mà sợi cáp mà tôi cắm đúng thì chiếc TV sẽ không bị nhảy hình và sẽ không bị nồng hình nữa. Khi mà tôi sẽ khởi động lên, tôi mới khởi động thôi nhá, thì tôi thấy cái hiện tượng này vẫn còn nhảy hình ở trên những cái logo khởi động như này. Thì chứng tỏ là bên số 1 cắm vào chưa có tác dụng, thì lúc này thì các bạn sẽ phải nghĩ đến cái sợi cáp của bên số 2 đúng không ạ? Đấy. Chắc chắn là sợi cáp bên số 1 là chưa có tác dụng, Bây giờ thì các bạn sẽ chờ một chút để TV nó khởi động hẳn lên để các bạn sẽ xem. Một chiếc TV Sony rất là đẹp và cái thời điểm khách hàng mua thì cũng tương đối là đắt tiền. Nhưng mà nếu các bạn thay thế cái sợi cáp sửa lỗi này thì cái giá cả thì nó không đáng là bao nhiêu tiền. Đấy, đây các bạn xem ạ. Vẫn còn nhảy hình. Vẫn còn nhảy hình này chứng tỏ là bên số 1 không có tác dụng. Các bạn sẽ tắt TV đi. Tắt TV. Và tôi sẽ đặt úp TV xuống. Tại sao mà mình luôn bảo các bạn rằng khi mà các bạn sửa xong, các bạn thay xong, các bạn phải thử. Nó là như vậy. Tiếp tục tôi sẽ đặt cái máy quay vào cái vị trí để các bạn quan sát cái cách tôi làm nó dễ như thế nào và nó đơn giản ra làm sao. Ok. Lúc này thì sợi cáp bên số 1 tôi thay chưa hiệu quả đúng không ạ? Bên số 1 nhá, quay lên và nằm bên này. Đấy. Và tôi sẽ mở sợi cáp bên số 2 ra. Cái cáp của TV này nhá, hai cái cáp của máy này này, hai cái cáp này nó là giống nhau. Các bạn đổi sang nhau thoải mái, bởi vì sao? Nó chỉ là cái đường tín hiệu đưa lên thôi. Cho nên là các bạn nắp sang bên nào cũng được. Thì lúc này các bạn sẽ gỡ cáp bên số 1 ra. Và các bạn sẽ nắp cái cáp zin trả lại bên số 1. Đúng không ạ? Nắp cáp zin trả lại bên số 1. Rồi. Và cái cáp bên số 1 này các bạn chuyển thành cáp số 2. Bên tay phải là cáp số 2. Đấy. Thì cái cáp sửa lỗi này thì chỉ có tôi làm và tôi cung cấp cho mọi người. Chính là vậy mà nó phải theo cái chuẩn của tôi. Nó phải theo cái chuẩn của tôi các bạn nhé. Vì vậy mà các bạn xem những cái video của mình, các bạn nên xem hết chương trình để các bạn thao tác, các bạn nắp cho nó dễ. Nhiều bạn xem những cái một số cái anh em cũng dạy sửa TV, cũng hỗ trợ các bạn ở trên cái truyền hình, trên YouTube. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng cái gì các bạn bỏ đồng tiền ra thì các bạn mới xứng đáng, cái xứng đáng cái thành quả của nó. Bởi vì sao? Bởi vì cách tách chập này thì nó cũng có một cái tiêu chuẩn rất là cơ bản của nó. Bởi vì không phải là tự nhiên, không phải là tự nhiên các bạn mất một số tiền nho nhỏ ra để các bạn mua được một sợi cáp sửa lỗi chạy làm sao nó bền, chạy làm sao mà chiếc TV của các bạn ok, ảnh nó lại đẹp. Và cái cách tách chập như mình làm thì nó cũng có một cái thông số kỹ thuật tiêu chuẩn, nó phải là đúng của nó. Khi mà các bạn loại bỏ hoàn toàn điểm chập thì chiếc TV của quý vị các bạn chạy mới bền được, ảnh mới đẹp được mọi người nhé. Đây, khi mà tôi cắm cáp bên số 2 và tôi khởi động TV lên thì các bạn xem ạ, lập tức chiếc TV của khách hàng đấy không còn bị nhảy hình. Và tôi thử vào kênh YouTube Điện tử Thế Bình này, bởi vì những gì
cái bản quyền kênh YouTube ấy, bây giờ cái bản quyền hình ảnh thì rất là cao. Chính vì vậy mà bắt buộc là tôi phải xem những video của tôi, kênh của tôi thì nó không bị bản quyền. Còn nếu mà các bạn xem những cái video này thì cái bản quyền hình ảnh thì rất là cao. Chính vì vậy mà đây cũng là cái video mà tôi hướng dẫn cái bộ cáp sửa lỗi. Và các bạn xem cái video clip quảng cáo này. Đấy, nó chỉ là cái video clip quảng cáo thôi. Nhưng mà hình ảnh rất là đẹp và không còn bị nhảy hình. Đây, các bạn xem này. Đây là các bạn xem cái hiện tượng của hỏng màn hình thì như thế nào nhé. Bởi vì cái video trước kia thì mình cũng giới thiệu với các bạn là video nhảy hình. Đấy, tất cả mình này, hình ảnh của mình và tất cả những gì thì nó tương đối là đẹp và không còn bị nhảy hình nữa. Một cái video ngắn thì vô cùng tiện ích, hướng dẫn các bạn cách tự mua cái sợi cáp về sửa và các bạn sửa được 100%. Đây, mình bách ra này, đấy, thì không còn bị nhảy hình nữa. Và tại sao mà khi mà các bạn hỏi mình về cái vấn đề là sợi cáp sửa lỗi này ấy, mà mọi người mình bảo rằng các bạn cần phải quay một đoạn video ngắn hiện tượng của TV, chụp cái tem đằng sau TV gửi vào Zalo cho mình. Cái Zalo của mình là mình để công khai, chính vì vậy mà không cần phải kết bạn, các bạn cũng có thể gửi được video để mình xem, mình sẽ hỗ trợ các bạn một cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Chứ không phải là cứ phải kết bạn thì mới gửi được các bạn nhé. Ok, vậy hôm nay tôi xin tạm dừng cái video của tôi tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Các bạn xem video các bạn có thấy đúng hay lợi ích thì các bạn hãy chia sẻ mọi người. Chia sẻ cho mọi người cùng biết để ủng hộ mình các bạn nhé. Xin chào mọi người.